che vì dung mạnh bằng tinh thần mới, tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai. Cùng đi với các thiếu nhi, cùng đi với Chúa Kitô, nguồn sống thánh thế chan hòa, lời tương của người thiếu nhi hôm nay, thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, thanh hoa môi trường rèn những khả năng phi thường, bằng nguyện cầu hy sinh và một màu khi mới, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Tinh thần mới, tôi che Việt Nam